Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi mùa hè đến, sân chơi cho trẻ em luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì vậy, thành phố Ninh Bình đã tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy hiệu quả các điểm vui chơi giải trí, giao các đơn vị liên quan xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức hoạt động thiết thực nhằm tạo ra những điểm vui chơi bổ ích, an toàn và lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thanh thiếu nhi, học sinh trong kỳ nghỉ hè, thành đoàn Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực thu hút đông đảo các em tham gia. Theo đó, tùy vào điều kiện thực tế mỗi cơ sở, các phường, xã sẽ có những hoạt động sao cho thuận tiện, phù hợp. Đối với đoàn thanh niên phường Phúc Thành, ngay khi các em kết thúc chương trình học tập, các đoàn viên đã tuyên truyền, kêu gọi và tổ chức các lớp học bóng đá, bóng rổ, cầu lông cho các em thanh thiếu nhi. Ngay cả những em ở phường, xã khác, nếu có nhu cầu, đoàn thanh niên cũng tạo điều kiện để các em tham gia. Thay vì chỉ mở các lớp thông thường, đoàn phường còn phối hợp mời các giáo viên để dạy các em kỹ năng chuyên sâu, bài bản, đúng kỹ thuật, qua đó giúp các em nhanh chóng làm quen với các bộ môn thể thao, rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu bản thân. Để giúp cho các em có những cái hoạt động thể dục thể thao thiết thực, trong cái dịp nghỉ hè này thì đoàn phường Phúc Thành cũng đã phối hợp với lại trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh để mở một lớp cầu lông và phối hợp với lại trung tâm bóng đá cộng đồng Mai Anh Thơ để tổ chức lớp huấn luyện bóng đá chuyên sâu và cơ bản cho các em ở ngay trên sân hoạt động thể thao chung của phường. Ủy ban dân phường cũng đã cải tạo và xây dựng lại những cái sân chơi cho các em thiếu nhi, ví dụ như nhà đa năng phường làm lại sân và kẻ lại sân cầu lông, cũng như là lắp thêm các bóng đèn chiếu sáng để thuận tiện cho công việc thi đấu và tập luyện của các em. Cháu rất thích khi được tham gia môn cầu lông này. Cháu thêm yêu các môn thể thao và được thư giãn nhiều hơn. Khi tham gia ở đây, cháu được cô giáo hướng dẫn rất nhiệt tình ạ. Hiện nay trên địa bàn các phường, xã, hệ thống nhà văn hóa, phố, thôn, xóm đều được xây dựng kiên cố, khang trang. Nhiều nhà văn hóa còn có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được lắp đặt các trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao. Bên cạnh đó, đối với các sân bóng do địa phương quản lý như sân bóng phường Đông Thành, Phúc Thành, Ninh Khánh cũng thường xuyên được cải tạo, nâng cấp, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất để các em tham gia vui chơi nhiều hoạt động tập thể bổ ích. Mùa hè này cháu hay ra phố đi bộ để đá bóng, cháu cảm thấy rất vui và đam mê với bóng đá này. Cháu thường hay ra phố đi bộ và quảng trường đi đá bóng hoặc là đi xe đạp hoặc đi phượt với các bạn. Thường mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều đã giúp tăng cường sức khỏe cho bản thân. Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, một trong những địa điểm vui chơi thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trẻ em vào sáng sớm và chiều muộn. Quảng trường có diện tích trên 34 ha, gồm có sân được lát đá, đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, khu vực tượng đài, cây xanh, các công trình phụ trợ. Những năm gần đây, quảng trường tiếp tục được đầu tư nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện hơn. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, cảnh quan sáng xanh, sạch đẹp khiến nơi đây trở thành lựa chọn của nhiều người. Trẻ em vô cùng thích thú khi có thể thoải mái vui chơi thông qua các hoạt động đi bộ, chạy, đạp xe, thả diều. Thành phố đã tạo ra một cái sân chơi, một cái quảng trường rộng, mát mẻ và mọi người như vậy là cảm thấy là thoải mái trong việc vui chơi giải trí cho các cháu. Không những các cháu mà lại còn cả những người lớn, mọi người là đều phấn khởi. Theo quy hoạch chung của tỉnh, thành phố Ninh Bình sẽ hình thành các trung tâm chuyên ngành, phát triển các trọng điểm trong khu vực đô thị, tập trung thành tuyến phố du lịch với các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp, tuyến phố đi bộ, phố mua sắm. Chính vì vậy, những năm qua, thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý nhiều hạng mục công trình lớn như quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phố đi bộ, trong đó có khu vui chơi trẻ em, khu vực bờ sông Vân, đoạn từ cầu Lim đến cầu Vũng Chấm, công viên Thúy Sơn, quy hoạch đồng bộ, hiện đại hơn, tạo điểm nhấn về đô thị cho thành phố, đem đến thuận tiện trong cuộc sống cho nhân dân. Trẻ em dễ dàng được tiếp cận với các điểm vui chơi với đa dạng các loại hình, dịch vụ giải trí. Trong khu vực thành phố Ninh Bình của chúng ta là có rất nhiều các khu vui chơi giải trí rất là sầm uất, quá thật là thuận tiện ạ. Coi như là bây giờ là vui chơi giải trí là rất là khác xưa, vâng, và đa dạng hơn, vâng, và phong phú hơn. Đấy, tức là còn nhiều các đồ chơi đẹp hơn. Vậy cho nên là các cháu là đến là cũng chỉ có là thích là vui chơi thôi. Phố cổ Hoa Lư, một địa điểm vui chơi mới được đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố. Tại đây, trẻ em có cơ hội được tìm hiểu, khám phá, thậm chí là trực tiếp tham gia vào nhiều trò chơi dân gian như múa rối nước, nhảy sạp, ô ăn quan.
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Không gian cảnh quan của phố cổ mang nhiều nét đặc sắc để lại ấn tượng cho du khách. Theo thống kê, vào dịp cuối tuần hay lễ hội, lượng khách đến đây tham quan, chụp ảnh, sử dụng các dịch vụ tăng cao. Có dịp ước đạt 5.000 lượt, trong đó có nhiều em là thanh thiếu niên, nhi đồng. Thành phố Ninh Bình có những cái điểm như kiểu là phố cổ Hoa Lư với quảng trường hoặc là Hai Con Voi. Có những khu chơi hoạt động giải trí đàn cháu kiểu rất nhiều người thích. Nó kiểu mang nhiều tính dân gian với đặc sắc. Trong cái dịp hè này thì chúng tôi đang rất cố gắng đưa lại tất cả những cái trò chơi dân gian, phục dựng lại tất cả những cái trò chơi từ các thế kỷ trước và một số những trò chơi của các cái dân tộc khác. Để thứ nhất là cho các em trải nghiệm, thứ hai là đấy là một cái cách giáo dục cho các em, thứ ba là đây cũng là một cái nhiệm vụ mà tỉnh Ninh Bình đã giao cho chúng tôi để làm một cái sân chơi hữu ích nhất cho các bạn nhỏ trong cái dịp hè này. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, cơ sở hạ tầng của thành phố không ngừng được hoàn thiện và ngày càng phát triển về mọi mặt, cho thấy diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại. Đây cũng là yếu tố giúp thành phố thu hút đầu tư của các công ty doanh nghiệp trong việc xây dựng các công trình kiến trúc, các điểm vui chơi có quy mô. Được đầu tư với nguồn kinh phí lớn, phố cổ Hoa Lư hay công viên Khủng Long trở thành một trong những địa điểm nổi bật về vui chơi giải trí, quảng bá về văn hóa du lịch, phát triển dịch vụ. Đặc biệt, việc đa dạng hình thức giải trí hấp dẫn, đưa vào những trò chơi có tính mới, lạ, độc đáo, kết hợp vừa chơi vừa học là yếu tố thu hút đông đảo trẻ em ở mọi lứa tuổi đến trải nghiệm trong dịp hè. Công viên hiện nay đã sửa sang và tôn tạo lại rất là nhiều trò chơi và trồng rất nhiều cây xanh nhằm mục đích là xanh, sạch, đẹp và mang lại nhiều cái trải nghiệm vui và lý thú cho các con. Và ngoài những trò chơi cảm giác mạnh, những trò chơi dành cho mầm non thì hiện nay công viên Khủng Long có những trò chơi về mang về giáo dục như trải nghiệm vật lý, về trải nghiệm hóa học được các thầy cô giáo ở ngoài Hà Nội đã về đây. Mang những cái kiến thức đấy để tạo nên một cái trò chơi để phục vụ cho tất cả các con. Mùa hè đến, nhiều bậc phụ huynh lo lắng về tình trạng đuối nước ở trẻ em. Thay vì để các em ở nhà chơi nhàm chán, sử dụng quá nhiều thiết bị công nghệ như TV, điện thoại, nhiều gia đình đã lựa chọn đăng ký cho các em tham gia các lớp tập bơi cơ bản tại Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh, các bể bơi trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, khi được tham gia các lớp học này, trẻ em tự trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng tránh đuối nước cho bản thân. Cháu thích học bơi và cháu biết là những động tác bơi ếch ngược lặn với thổi bong bóng dưới nước rồi. Nằm trên địa bàn thành phố, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh là ngôi nhà quen thuộc của các em học sinh mỗi dịp hè. Hiện nay trung tâm đã khai giảng các lớp, các câu lạc bộ năng khiếu hè năm 2022 với 15 lớp gồm lớp luyện chữ viết, các lớp năng khiếu về nhạc, múa, mỹ thuật, võ thuật, bơi, bóng rổ và câu lạc bộ quyền trẻ em với sự tham gia của hơn 600 em, đồng thời tổ chức các chương trình hoạt động hè, các khóa học trải nghiệm để giúp các em có cơ hội phát triển toàn diện. Để đáp ứng cái nhu cầu học tập của các em thì Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, các cái trang thiết bị và lực lượng, các đồng chí giáo viên, cộng tác viên sắp xếp các cái chương trình học tập để phù hợp với lại các cháu. Đấy, và bên cạnh đó thì có rất nhiều các cái lịch học để các em được tham gia vừa học tập, vừa vui chơi giải trí, vừa kết hợp với lại cái việc là rèn luyện năng khiếu tại trung tâm. Có thể thấy, với sự quan tâm đầu tư các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố đã giúp các em tránh xa được các tệ nạn xã hội, có được sân chơi bổ ích, lý thú, lành mạnh và an toàn, tận hưởng một mùa hè vui tươi, trọn vẹn và đầy ý nghĩa, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh thuận tiện hơn trong công tác quản lý trẻ mỗi dịp hè. Nhằm đem đến môi trường sáng xanh sạch đẹp, cũng như nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn minh hiện đại, thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa.
Vừa qua, xã Ninh Nhất đã phối hợp cùng một số đơn vị tiến hành trồng cây xanh bảo vệ môi trường ở tuyến đường chính. Hội phụ nữ xã đã huy động đông đảo cán bộ hội viên và bà con nhân dân tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm. Sau đó sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ quản lý chăm sóc đường cây, đường hoa cho từng chi hội, hội viên cụ thể. Trồng cây xanh thì là cho nó có không khí tốt, là thứ hai nữa là nó tạo lên cái môi trường là xanh, sạch, đẹp. Nhân dân rất là hưởng ứng, xây dựng lên cái đường hoa của mình và chăm sóc bảo vệ là chi hội phụ nữ, thôn nào chúng tôi cũng có. Phong trào tổng dọn vệ sinh là một trong những phong trào được thực hiện thường xuyên do hội phụ nữ phát động. Hàng tuần theo kế hoạch cụ thể vào sáng cuối tuần, đông đảo tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện quét dọn các tuyến đường trục chính, đường sau ngõ xóm, đặc biệt chú trọng đến những điểm đông dân cư hay phát sinh rác thải nhằm giải quyết triệt để trong thời gian ngắn. Hiệu quả của phong trào cứ thế được lan rộng, tạo thành một thói quen, một nếp sống tích cực, cải thiện đời sống khu dân cư. Cứ sáng thứ bảy thì là chị em là người có chổi thì mang chổi dễ đi quét, rồi là chỗ nào có cỏ thì là nhặt cỏ ra, là dựng các nơi công cộng ấy là chúng tôi làm, mới tinh thần là nhiệt tình chịu khó. Thì là cứ sáng thứ bảy là cứ mất một tiếng, các thôn trong xã đều phát động, nhất là phụ nữ là ngày thứ bảy sạch thì các cơ sở đều phát động tốt. Thế tôi người dân trong thôn thì tôi thấy ra tôi cũng tham gia, thì mà đây là phong trào chung. Mà từ trước đến nay cái phong trào rất rộng trong xã, đã có truyền thống này, phong trào sạch sẽ quê hương, sạch sẽ gia đình, mà nhất là xanh sạch đẹp con đường nông thôn mới. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Ninh Nhất duy trì triển khai hàng loạt các phong trào 50 ba sạch, câu lạc bộ phụ nữ tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, đường hoa, phân loại xử lý rác thải tại nhà. Hội đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhằm cung cấp trang bị các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cán bộ và hội viên phụ nữ, làm thay đổi nhận thức đến hành động. Từ đó góp phần tích cực trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phụ nữ chúng tôi là cuộc họp là chúng tôi tuyên truyền cho các chị em là làm về vệ sinh môi trường cho thôn xóm, là đa dạng các mô hình để rác đúng quy định này. Bây giờ là không dùng vào ni lông nữa mà dùng làn nhựa để đi chợ, để cho đỡ ảnh hưởng đến môi trường, xây dựng cái nếp sống văn minh cho các hội viên, để đời sống của hội viên nâng cao. Trước yêu cầu cấp thiết của vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay, Hội Phụ nữ xã Ninh Nhất sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong tuyên truyền thực hiện các phong trào ý nghĩa, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Từ đó góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đem đến diện mạo thôn xóm, khu dân cư thêm xanh, sạch, đẹp và hướng tới trở thành những miền quê đáng sống. Thời lượng dành cho chuyên mục Thành phố Ninh Bình hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.